xin chào tất cả các bạn. Thì bây giờ là mình gia đình cũng như mẹ chở chay đi siêu thị nè. Đó. Đây là siêu thị hôm nay đi siêu thị Lotte Mart nha. Lotte Mart này nằm ở đường Nguyễn Văn Bực, Văn Lượng, Gò Vấp nha các bạn. Cái địa chỉ số mấy đây là lần đầu tiên đi siêu thị này đây. Đó, thì siêu thị Lotte Mart này thì có nhiều cửa. Dạ. Gogi nữa nè. Anh hai là vô đây là phải cho lên xe để nó đẩy chứ ẩm không nổi. Còn nếu như mà không bỏ xuống đi lộ là chạy theo cũng không nổi luôn. Là dữ lắm. Rồi bây giờ là lên trên lầu 1 để coi có bán cái cần còn cần không, chứ ở dưới thì còn là bán thời trang với lại đồ ăn thôi. Đây vô đây đang có gặp thanh niên bộ nào không biết. Cây có cô chú nào mà bây giờ này không? Đã gặp cái là có duyên lắm á, không hẹn mà gặp á. Đúng rồi, hôm nay là đâu có láng nhiều người đồ của công ty thị nè. Mình sẵn quay vòng vòng siêu thị cho các bạn coi luôn, để các bạn nào chưa có đến thì các bạn biết mình cũng đến lần đầu tiên đây. Cũng khai trương cũng lâu rồi mà bình thường thì cũng đâu có đi làm gì, tại vì ở gần nhà cũng có siêu thị nên đi siêu thị gần nhà cho nó khỏe hơn. Rồi vô thì mình bước vô đây là mình sẽ thấy là quầy bán sà bông rồi nồi niêu son cảo dụng cụ bên đây là quần áo nè, đang khuyến mãi nè. Rồi bên đây là các loại trà, các loại cà phê. Đây Beauty Center này cũng đang giảm giá nè. Đồ năm nay đẹp rất là giá cũng mềm. Cũng đi vô lựa cho anh chay cái bộ đồ bà ba pyjama. Ừ, bà ba chứ. Bà ba hoặc là sườn xám. Để coi qua đây lựa coi có bộ bà ba chân chay không? Có bà ba không ta? Cái mặt làm gì vậy? Cái mặt làm gì vậy? Cái mặt làm gì vậy đây? Nó đang kiếm mua một chai tương ớt kiểu như của Ngọc hay ăn ở bên Mỹ á. Đó, cái loại tiền tương cà, nhưng mà đang kiếm cái loại tương ớt nữa. Cũng phải lấy cái này. Thì sạp thì nó nói ở siêu thị Lotte này có bán nên mà chạy vô kiếm thử ra. Lấy này không? Lấy một cái đó đi, hoặc là chai đó hoặc chai này, không được.
cho đá bự đi, để cho nó ăn vô la nó nhiều. Cái này là gì? Không phải, cái đó tinh cà. Tinh cà. Bỏ vô đó, bỏ vô rồi. Quảng cáo đâu con? Quảng cáo đâu? Quảng cáo đâu? Chỉ quảng cáo ba coi. Mua cây tương đen không? Nó vô trong siêu thị gần nhà mình là nó chạy cũng mừng. Đây là cái loại dầu ăn mà các bạn. Khu vực bán đồ chơi trẻ em nè, mì gói nè các bạn, nước mắm rộng thiệt, cái siêu thị Lotte này rất là rộng. Không có đồ bà ba cho chay rồi, chắc mày cũng phải lên mạng sạp rồi order tới quá. Cái bộ đồ lam của này cũng order về luôn, khác cái màu của bé chay. Không cho ai. Màu của anh hai là màu xám, màu nâu, màu cây màu xám. Mà anh hai thấy bộ đồ đó anh hai không chịu khóc, không chịu mặc là không. Bây giờ về là chịu mơ, chịu về để dụ anh hai thôi coi. Thầy cái màu của bà bảo như vậy đó. Màu sắc quá. Chỗ bán thịt hộp, bà lấy gì? Lấy gì? Cái gì nó cũng quơ ta, đâu có tiền đâu trả nha. Ở đây bán đồ cũng nhiều, quá nhiều luôn. Nhiều hơn cô ốp mắt rồi. Đây là cửa hàng bán đồ đông lạnh nha các bạn. Bên đây là bán thức uống. Nhìn cái kiểu họ sắp xếp đẹp ghê á. Không gian sắp xếp nhìn nó tinh tế, đẹp mắt, rộng rãi, khóa. Mình đang là không có bộ mặt nhé, quay phim với bạn tao nên phải đi vòng vòng chứ không là ngồi ngoài coi xe rồi. Chê ơi, chê à, cái gì á, ủa đi đi, chú nhập cái chất chỗ này coi thử. Đây khu vực này là bán rau cải này. Có cần rau cải gì nè, rau cải đây thấy tươi đẹp ngon dữ à, real fresh luôn nè. Đây thấy bán đồ thấy còn bắt mắt, còn đẹp hơn ở Aonmon bữa trước đi. Ủa ai lấy nước ngọt cô uống nè, đây là ba đút cho cô tự nguyện lấy cho nó đó. Ngon không con? Trời đất ơi, đã dữ người ta. À, anh hai đi chơi mà hai chiếc dép mà rớt hơn một chiếc rồi nè. Dép mình còn ngoại mới đem về nó còn hơi rộng. Cái này là có không? Chợ cũng có bán mà. Cái gì? Hả? Rồi hết rồi con. Hết rồi. Cố gắng gì vậy? Chúc ba xin cái khác cho uống nha. Trời ơi, thèm dữ rồi ta. Bên đây là bán dưa lưới nè, cái cây nè, thực phẩm nè, nho, đào. Ai sầu riêng thơm bát ngát luôn, các bạn nào thèm không? Đây là
mít nè, đứng ở đây một cái là hai mùi nó sập vô cái mũi không nổi luôn. Đó, bà chay bà cũng lựa đó, bà đặt bà lựa đó. Cái bà đặt lựa bà chay. Đâu lựa đâu. Mua nè. Cái này là có ngon không? Chị ơi, lâu quá không ăn một cái trắng nữa. Trắng thì đâu ngon bằng cái súp lơ xanh này. Trắng thấy gì đâu con, thấy gì mà vỗ tay à? Quảng cáo đâu? Có thấy quảng cáo đâu không? Đâu quảng cáo đâu? Không có quảng cáo hả? Đâu đây, cái này nè, đây nè. Trời ơi. Nó kêu cái quay lại liền ta. Vui không con? Vui quá mà ngoại ơi, vui quá mà ngoại. Trời ơi. Ủa? Em chơi chơi cùng mẹ em ơi, em chơi chơi cùng mẹ em ơi. Em chơi chơi cùng mẹ em ơi.
chơi chơi của mẹ mơ. Vui dữ cả. Chạy 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 chạy.